Xin chào tất cả các thầy cô và các em. Trong buổi học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản Chiếc lưng ngà, trích trong truyện Chiếc lưng ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Tác giả Nguyễn Quang Sáng quê ở An Giang, ông là nhà văn đã từng trải qua hai cuộc kháng chiến. Ông thường viết về đề tài cuộc sống con người Nam Bộ. Phong cách viết của ông rất giản dị, chân thực, khắc họa rất là sâu sắc tâm lý của con người và tất nhiên là đậm chất Nam Bộ. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như Cánh Nùng Hoang, Mùa Gió Chướng, Người Quê Hương. Ông đã được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về truyện ngắn Chiếc lưng ngà. Truyện ngắn sáng tác năm 1966 khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ. Văn bản mà chúng ta học ở trong chương trình thuộc phần giữa của truyện. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào đọc hiểu chi tiết văn bản. Ở đây để tìm hiểu được văn bản chúng ta sẽ kể tóm tắt nội dung của đoạn trích. Đoạn trích được bắt đầu với việc ông Sáu về thăm gia đình, nhưng bé Thu không nhận ra cha vì vết thẹo trên mặt. Ông Sáu đã cố gắng là làm cho bé Thu nhận ra mình, yêu thương mình nhưng không được. Mãi đến khi mà ông chuẩn bị ra đi thì Thu bắt đầu mới nhận ra ba, bởi vì nó biết được rằng ba nó thay đổi là vì vết thẹo trên mặt mà thôi. Ở trong chiến trường, ông Sáu đã dồn hết tình cảm yêu thương bé Thu vào việc làm một chiếc lược ngà để tặng cho con. Thế nhưng chưa kịp trở về tặng cho con thì ông đã hy sinh. Trước lúc hy sinh, ông đã đưa chiếc lược cho người bạn của mình nhờ chuyển về cho con gái. Như vậy chúng ta thấy chuyện có hai nhân vật chính là nhân vật bé Thu, người con và nhân vật ông ba. Nhân vật ông Sáu là nhân vật người bố. Ở đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về nhân vật bé Thu đã. Nhân vật bé Thu được tái hiện ở trong những chi tiết là khi mới gặp ông Sáu. Khi mà ông ra đi, ở đây khi mới gặp ông Sáu thì bé Thu đã thể hiện những thái độ như là giật mình, tròn mắt ngơ ngác lạ lùng, thậm chí còn tái mặt, vụ chạy thét đi, kêu má má. Toàn bộ những thái độ ấy là thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ, sợ hãi khi nhìn thấy vết thẹo trên mặt ông, không nhận ra đấy là cha mình. Rõ ràng ở đây thì tác giả đã tả nhân vật bé Thu với cái nhìn rất am hiểu về tâm lý trẻ con. Bé lúc bấy giờ thì mới chỉ có 8 tuổi, làm sao mà có thể hiểu được những điều sâu xa. Bé chỉ có thể nhìn ra ba, nhận ra ba qua bức ảnh từ thời xa xưa. Còn khi ông Sáu thay đổi thì bé không thể nhận ra nữa. Rõ ràng là nó đã quan sát người mà xưng là cha nó một cái cách rất là kỹ lưỡng, và tâm lý tuổi thơ chưa phân biệt được đã làm cho nó có một định kiến rất là khắc nghiệt với cả ông ba, ông Sáu. Một khi bé Thu đã không nhận ra ba thì nhất thiết sẽ không thay đổi lập trường. Không phải là bé không mong ba, hẳn là bé Thu trong suốt quãng thời gian 8 năm cha đi xa đã xem đến thuộc lòng chân dung của ba chụp chung với má và khao khát được gặp ba đến chừng nào. Vì vậy, bé Thu đã rất nhanh nhận ra vết thẹo trên mặt người đàn ông xưng ba với nó. Và mãi đến khi ngoại tâm sự với bé Thu đặt ra câu hỏi có phải vì ba đi lâu nên con quên không, thì bé mới nói ba không giống trong cái hình ba chụp chung với má. Ngoại lý giải vì ba đi lâu, non già hơn trong hình, rồi nói về cái thẹo thì bé Thu mới chợt nhận ra. Rõ ràng chi tiết cái thẹo còn gắn với nỗi đau mà chiến tranh gây ra cho con người, kể cả tâm hồn con trẻ. Cũng vì thế mà những người cán bộ như ba của bé Thu phải ra trận chiến đấu để đem lại hòa bình. Đồng thời ở trong đây người ta còn xây dựng hình ảnh bé Thu trong những ngày ông Sáu ở nhà. Những chi tiết mà người kể chuyện cho thấy tính cách vô cùng mạnh mẽ của bé Thu. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Thu không nhận ra ba, và tất cả mọi sự việc trong gia đình đều diễn ra theo chiều hướng nó không chịu nhận ba, thậm chí có những thái độ vô cùng gay gắt. Ví dụ như là ở đây thì nó đã nói trống không với ông ba. Vô ăn cơm, cơm chín rồi, con kêu rồi mà người ta không nghe, cơm sôi rồi, chắt nước dùm cái. Tức là ngay ở trong cách xưng hô, cách gọi nó cũng không chấp nhận ông Sáu là ba. Thậm chí ở đây nó còn có những hành động
là khi mà ông Sáu đưa cho nó cái miếng trứng cá thì nó hất miếng trứng cá đi, và khi bị đánh thì nó đã xuống xuồng sang bà ngoại. Rõ ràng là con bé đáo để thật đấy. Anh Sáu cũng phải bực mình, không thể kìm nén được trước nó và phải hét lên: "Sao cứng đầu quá vậy?" Nó chỉ ngồi im, cúi gằm xuống. Người cha đau đớn và sẽ ân hận đến suốt đời trong lúc giận dữ đánh con. Còn cô bé ngay lúc đó thì cũng cảm thấy vô cùng bực tức, đã phải đi sang nhà ngoại. Không ai trách bé Thu cả. Chúng ta nhận thấy, kể cả ba của bé, mọi người hiểu là cô bé đã chịu thiệt thòi quá nhiều khi lớn lên thiếu vắng cha. Một cô bé như thế tất nhiên háo hức chờ mong gặp cha. Điều này ta sẽ chứng kiến trong giây phút cuối cùng khi ba nó sắp sửa lên đường. Nhưng bé có nguyên tắc của mình, không thể nhận người xa lạ làm cha. Nó như muốn chờ người cha thực sự của nó về. Nguyên tắc kiên định của một tâm hồn thơ ngây vô hình đã làm ba nó buồn. Nó không nhận ra ba không hẳn vì ba nó có vết thẹo nên không đẹp như trong hình, mà đơn giản vì trong tưởng tượng của nó, ba không có vết thẹo trên mặt. Như vậy ở đây, trong những ngày ông Sáu ở nhà thì bé Thu đã có thái độ rất là bướng bỉnh. Với việc kể quan sát thật sinh động thì tác giả đã tái hiện lên hình ảnh của một cô bé Thu có nét hồn nhiên ngây thơ nhưng rất là bướng bỉnh, đặc trưng trong tính cách. Nhưng đến khi nhận ra ông Sáu là cha thì sao? Một khi đã hiểu ra vì sao ba có vết thẹo, bé Thu đã có tiếng thở dài, vẻ mặt sầm lại, u buồn. Và nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi, sâu xa. Đặc biệt là tiếng thở dài chỉ xuất hiện ở người lớn khi có lo lắng, thì nay lại thấy xuất hiện ở một cô bé mới có 8 tuổi khiến chúng ta se lòng. Và trong thời khắc ấy, Thu đã hối hận, thậm chí nó còn khóc. Đến khi mà ba nó đi thì nó đã có một phản ứng là kêu ba, tiếng kêu như xé ruột vỡ ra từ đáy lòng, và chạy xô lại ôm lấy ba, khóc lóc hôn lên cả vết thẹo. Thu quả là cô bé gan góc bản lĩnh, cái gai nhọn từ bé. Cô Giao Liên Thu sau này cũng bản lĩnh gan góc như thế trên chiến trường. Đồng thời, nó còn thể hiện một tình yêu thương mãnh liệt, một hạnh phúc vô bờ khi nhận ra ba. Xét về thời gian kể chuyện, ta thấy có điểm đặc biệt về hình thức. Số dòng chữ mà tác giả dành kể về riêng buổi sáng mà ông Sáu chuẩn bị lên đường với đầy đủ bà con bên nội bên ngoại đến đưa tiễn và diễn biến tình cảm của Thu ngang bằng với số dòng chữ kể về 3 ngày ở nhà của anh. Một buổi sáng rõ ràng bằng cả 3 ngày. Điều đó nói lên điều gì? Hẳn là vì tầm quan trọng của đoạn văn này. Nó đã dành một cái bước ngoặt rất lớn về tình cảm và nhận thức của bé Thu. Số dung lượng chữ nghĩa như vậy là nhằm để diễn tả điều này. Và đặc biệt là người kể chuyện ở đây đã quan sát con bé rất là kỹ, nhất là vẻ mặt và đôi mắt của nó để thể hiện những diễn biến nội tâm mãnh liệt. Con bé như bị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa và cứ nhìn mọi người đang vây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác. Nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa. Vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu, với cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với đôi mi dài uốn cong và như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng. Nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Chỉ cần một cử chỉ, một lời nói của ba khi đó đã làm bùng nổ tình cảm ba con mà nó kìm nén biết bao nhiêu năm tháng, đã nén trong suốt 3 ngày mà ba nó về. Anh Sáu chỉ đứng nhìn con, muốn ôm con, hôn con, nhưng sợ nó giãy nảy, lại bỏ chạy, nên chỉ đứng nhìn con với đôi mắt trìu mến, buồn rầu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. Rõ ràng ở đây tác giả đã tận dụng thủ pháp tả mắt để hình dung sự thay đổi tình cảm của nhân vật bé Thu. Với diễn biến như vậy, rõ ràng tác giả đã diễn tả một tình huống vô cùng xúc động. Và câu nói khe khẽ của người cha: "Thôi, ba đi nghe con," đã làm nổ tung cảm xúc của bé Thu dồn nén bấy lâu, khiến cho mọi người không kìm được nước mắt. Ngay chính ba nó cũng không thể nào mà không rút khăn lau nước mắt, dù là một người lính dạn dày với chiến trận. Nhưng thật lạ lùng, đúng lúc ấy tình cha con như bỗng nổi dậy trong nó. Trong lúc không ai ngờ đến thì nó cũng thét lên: "Ba!"
tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người. Nghe thật xót xa. Đó là tiếng ba mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay. Tiếng ba như muốn vỡ tung ra từ đáy lòng nó. Nó vừa kêu vừa chạy sâu tới, nhanh như một con sóc. Nó chạy thót lên và giang tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót của nó dựng đứng lên. Có thể nói đoạn văn kể chuyện bé Thu nhận ba, khóc giữ ba lại là một trường đoạn rất thành công trong tác phẩm này. Tác giả đã kết hợp nhuần nhuyễn các thủ pháp kể tả hành động, miêu tả ngoại hình và bình luận trữ tình, kể cả biện pháp thay đổi điểm gì nhân vật. Tiếng khóc mà như xé lòng của bé Thu, hay cử chỉ chạy tới ôm ba nó như con sóc, giang tay, chân quắp chặt với người ba, đôi vai của nó run run lên, rồi hôn tóc, hôn vai ba, hôn cả vết thẹo trên vai ba, họ thật sự là những chi tiết rất cảm động. Một chuỗi liên tục những hành động khẩn trương của bé Thu đã nói lên tình yêu thương cha mãnh liệt. Riêng tiếng khóc của bé Thu đã được tả rất là linh hoạt, tinh tế, tùy theo tình huống và cảm xúc. Bắt đầu chỉ là tiếng kêu xé, nhưng sau đấy thì nó bùng nổ. Nó nói trong tiếng khóc vì nó cùng lúc vừa muốn nói với ba thật nhiều điều, nhưng cũng lại muốn khóc thật để trút đi nỗi niềm buồn tủi sung sướng. Khi đã biết không thể giữ ba được nữa, nó mếu máo, tức là khuôn mặt biến dạng vì đau khổ, rồi nó nói trong tiếng nấc vì đã khóc quá nhiều. Sự chân thực của cảm xúc thể hiện qua các biến đổi tinh tế trong tiếng khóc của bé Thu cũng góp phần quan trọng trong thành công của tác phẩm. Đồng thời, tác giả ở đây cũng có sự chuyển đổi điểm hình rất linh hoạt. Không phải chỉ có mỗi người kể chuyện tôi thấy, mà còn bà con đến đưa tiễn chia sẻ cảm xúc trước một cảnh tượng xé lòng. Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi. Mọi người xuống vào vỗ về nó, mẹ nó, nhất là bà ngoại. Là người từng trải, bà ngoại đã tìm ra lý do vì sao bé Thu không chịu nhận ba. Nay, người bà giàu kinh nghiệm lại có cách thuyết phục nó. Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ: cháu của ngoại giỏi lắm mà, cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua cho cháu một cây lược. Ý tưởng về cây lược chảy tóc gần gũi với tâm lý tuổi thơ của bé Thu đã thuyết phục được bé. Nhất là phải nói đến hình ảnh anh Sáu, ba bé Thu, cũng tạo thành một điểm nhìn khác về bé Thu. Nó kêu thét, ôm chặt, hôn khắp tóc, cổ, vai và cả vết thẹo, khiến người cán bộ dày dặn khói lửa đã không kìm được xúc động, đã phải giúp khăn lau nước mắt. Những giọt nước mắt trộn lẫn sung sướng, buồn tủi, thương cảm của bé Thu, của người cha, của mọi người, tưởng như vẫn còn nóng hổi trên trang giấy. Nhân vật bé Thu đã được khắc họa rất thành công, trước hết vì bản thân tình cha con bao giờ cũng rất thiêng liêng cao cả, lại được soi chiếu trong một cảnh ngộ đặc biệt với một cốt truyện đầy éo le của tình cảm cha con. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu nhân vật ông Sáu. Nhân vật ông Sáu ở đây được miêu tả trong thời điểm khi trở về nhà và thứ hai ở chiến khu. Trong 3 ngày ở nhà thì ông đã không đi đâu, chỉ vỗ về con. Một người cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp, xa nhà hơn 7 năm, chỉ thấy mặt con qua tấm ảnh nhỏ, nên khi có điều kiện về thăm nhà, tình cha con nôn nao trong người anh. Tình cha con thể hiện qua hành động, được người kể chuyện thuật lại rất là sinh động. Xuống vào bến, nhìn thấy đứa bé, ông Sáu đoán biết là con nên không chờ xuồng cập lại bến. Ông nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc xuồng giạt ra, cử chỉ nhún chân nhảy lên bờ khi xuồng chưa kịp cập bến, nói lên sự náo nức của người cha muốn gặp con. Anh kêu to gọi con, rồi tiến về phía con, khom người giang tay chờ đón con. Anh không ghim được sự xúc động, giọng run run, chỉ bấy nhiêu cử chỉ động tác cũng đã đủ khiến người ta hiểu được tình cảm của anh. Như một tình thế kịch tính đầy bất ngờ diễn ra, trái ngược với dự đoán và sự chờ mong của anh, đứa bé ngơ ngác, lạ lùng nhìn anh, hụt chạy đi và kêu thét. Nỗi đau đớn bất ngờ khó tả, anh bỏ thõng hai tay như bị gãy, anh không tự chủ được, anh không còn là anh nữa. Ngày đoàn tụ trong mong ước của anh Sáu đã biến thành nỗi buồn, nỗi đau. Nếu nói bằng ngôn ngữ kịch thì đây là tình huống thắt nút. Cái nút ngày càng thắt chặt hơn, tưởng chẳng có thể gỡ ra. 3 ngày anh Sáu ở nhà, chẳng đi đâu, lúc nào cũng vỗ về con, nhưng càng vỗ về con bé càng đẩy ra. Anh mong được nghe một tiếng ba của nó, nhưng con bé chẳng bao giờ gọi cả. Người cha ít nói, chỉ biểu cảm bằng hành động. Anh chỉ nhìn con khe khẽ, lắc đầu cười.
Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Đến một thế tưởng chừng khó khăn nhất với bé Thu là cần chắc nước sôi, thế mà nó vẫn không chịu kêu ba để ông Sáu làm giúp. Một cử chỉ chăm sóc thương mến nhất là anh gắp cho nó cái trứng cá, thì nó cũng không nhận sự chăm sóc ấy mà gạt bỏ giận dữ đến mức làm tung té cả cơm. Câu chuyện được kể dần tăng với nỗi thương cảm của người đọc. Lúc ấy anh đã đánh con không thể kìm được, và sau đấy thì anh ân hận vô cùng. Thiệt thòi tình cảm cha con của người lính trong chiến tranh là quá lớn, họ chấp nhận vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mà hy sinh. Ai không ước ao một cuộc đoàn tụ gia đình, song chính tình cảm đặc biệt của anh Sáu ấy mới làm nổi bật khía cạnh sự mất mát hy sinh đáng trân trọng của những người lính chống giặc ngoại xâm. Tuy nhiên thì ở đây tác giả đã xây dựng một tình huống mang tính chất gỡ nút, đấy là cũng là một bất ngờ với người cha. Khi anh đã ba lô lên vai chuẩn bị đi thì bé Thu lúc bấy giờ lại có những diễn biến vô cùng đặc biệt là nhận ra ba. Chỉ có người kể chuyện, tức là đồng đội của ông Sáu, là đang quan sát, nhưng chính người kể chuyện cũng không hình dung trước chuyện sẽ xảy ra. Anh Sáu đưa mắt nhìn con đúng lúc anh đã mang ba lô trên vai, bắt tay hết lượt mọi người. Chắc hẳn anh cũng muốn ôm hôn con nhưng lại sợ nó hét bỏ chạy. Vì thế anh không còn chờ mong gì. Người cha rất buồn, rất đau khổ vì sự hiểu lầm của đứa con bé bỏng, song không muốn làm tổn thương tâm hồn nó một lần nữa nên anh chỉ khe khẽ chào con. Đến lúc này tình cha con bùng nổ trong tâm hồn bé Thu, nó thành người chủ động, người cha bất ngờ quá thành ra bị động. Nó ôm chặt ba, còn anh Sáu một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước mắt. Anh chỉ nói một câu: "Ba đi rồi, ba về với con." Sau đó dường như nghẹn ngào không nói được thêm gì. Chỉ có những lời an ủi của má, của bà ngoại. Còn hơn cả sự mong đợi của ba nó, bé Thu không chỉ gọi ba mà ôm chặt lấy ba, không cho ba đi, khóc mếu máo. Với người cha lúc này nói thêm bất cứ điều gì cũng không cần thiết nữa. Và trong những đêm nằm rừng, anh Sáu bây giờ lại có thêm một tâm trạng. Nếu trước kia anh thường xem ảnh con mơ về ngày cha đoàn tụ, thì bây giờ lúc nhớ con, anh ân hận làm sao mình lại đánh con. Nỗi khổ đó cứ dày vò, và sau đó thì anh kiếm cung ngà voi rồi cố gắng mỗi ngày thận trọng tỉ mỉ cố công mài nó thành một cái lược để tặng con. Và trên cái lược ấy thì anh đã ghi chữ yêu nhớ tặng Thu, con của ba. Anh đã gửi biết bao nhiêu tình yêu thương vào cái lược ấy. Dường như trong khi làm cái lược từ ngà voi, người cha được đối diện cùng con, tâm sự trò chuyện với con. Vì thế những lúc rỗi anh cưa từng chiếc lược răng, thận trọng tỉ mỉ cố công. Niềm vui lan sang cả những người bạn chiến đấu. Cây lược dùng để chải mái tóc dài cho cô con gái nên chỉ có một hàng răng thưa. Người cha lại tẩn mật khắc thêm những dòng chữ của mình. Rõ ràng anh Sáu đã dồn tình yêu thương vào cây lược ngà. Cây lược lại khiến anh mong mỏi sớm được gặp cha con. Đó là một ý nghĩa đạo cụ mà cây lược ngà đã khắc họa hình ảnh cha con. Như vậy chúng ta thấy hình ảnh chiếc lược ngà là hình ảnh mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Nó đã truyền tải chủ đề tình cảm cha con của ông Sáu. Nó chứa đựng trong nó tình yêu thương, nỗi nhớ nhung của người cha với đứa bé, và cũng là chứng tích nỗi đau do chiến tranh và kẻ thù xâm lược gây ra. Người cha rất mực yêu thương con ấy đã vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về để trao cây lược cho con gái. Cái chết bất ngờ của anh trong một trận càn lớn của Mỹ Ngụy đã cướp đi cái quyền làm cha thiêng liêng đó. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăn trối một điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không chết được, anh đã đưa tay vào túi móc cây lược đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi. Trao cây lược cho người đồng đội, đó là trăn trối cuối cùng của một người cha khao khát được sống, được thể hiện tình cảm cha con qua cử chỉ chăm sóc gián tiếp, dồn tình thương con vào cây lược ngà. Anh Sáu chỉ nhắm mắt xuôi tay khi người đồng đội hứa sẽ trao tận tay cây lược ngà cho con. Một cái chết cảm động mà vô cùng bi hùng. Như thế ở đây tác giả đã xây dựng người chiến sĩ cách mạng bên cạnh những phẩm chất cao quý như lòng yêu nước, thương dân, tinh thần sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, còn có tình yêu thương sâu sắc dành cho gia đình, đặc biệt dành cho những con bé bỏng mà vì nghĩa lớn với dân tộc họ không có điều kiện chăm sóc vỗ về. Nhân vật ông Sáu và bé Thu thực sự đã hát lên bài hát ca ngợi tình cảm cha con tuyệt đẹp của con người Việt Nam. Từ đây thì tác giả không phải là chỉ ca ngợi mỗi hình ảnh
con người mà tác giả đã ca ngợi tình cha con, đồng thời trân trọng những hy sinh mất mát mà thế hệ cha ông ta đã trải qua để có được cuộc sống hòa bình như hôm nay. Người viết không né tránh thực tế khốc liệt của chiến tranh giải phóng dân tộc, nhưng cái bi thương của câu chuyện đã mang lại cảm hứng lạc quan. Tới đây chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ câu chuyện. Chúng ta thấy tác giả đã viết câu chuyện này với nghệ thuật xây dựng tình huống bất ngờ tự nhiên, nghệ thuật miêu tả tâm lý sâu sắc. Ngoài ra thì có tính cách nhân vật cũng được miêu tả rất rõ nét. Từ đó thì tác giả đã diễn tả sâu sắc tình cảm cha con trong hoàn cảnh éo le của cuộc chiến tranh. Bài học tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào tất cả các em.